Chào mừng bạn đến với video hôm nay của Hoa Nam. Và trong video này, chúng ta sẽ khám phá 7 bước quan trọng để chinh phục khách hàng và bán hàng hiệu quả hơn. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc thu hút và giữ chân khách hàng, hoặc nếu doanh số bán hàng của bạn không như mong đợi, thì đây chính là video dành cho bạn. Bước đầu tiên, và cũng là một trong những bước quan trọng nhất, đó là nghiên cứu khách hàng. Trước khi bạn có thể bán hàng cho bất kỳ ai, bạn cần phải hiểu rõ họ là ai. Điều này có nghĩa là bạn cần phải xác định đối tượng khách hàng mục tiêu của mình. Họ có độ tuổi bao nhiêu? Sở thích của họ là gì? Họ đang gặp phải những vấn đề gì mà sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có thể giải quyết? Ngoài ra, hãy nghiên cứu về hành vi mua hàng của khách hàng. Họ thường tìm kiếm sản phẩm ở đâu? Họ bị thu hút bởi điều gì trong một sản phẩm? Hiểu rõ những điều này sẽ giúp bạn điều chỉnh chiến lược bán hàng của mình để phù hợp với nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Cuối cùng, đừng quên phân tích đối thủ cạnh tranh. Họ đang làm gì để thu hút khách hàng? Họ có những điểm mạnh nào mà bạn có thể học hỏi và những điểm yếu nào mà bạn có thể khai thác để vượt lên? Sau khi đã hiểu rõ khách hàng của mình, bước tiếp theo là tạo mối quan hệ với họ. Bán hàng không chỉ đơn giản là việc giới thiệu sản phẩm và hy vọng họ sẽ mua, đó còn là việc xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài với khách hàng. Mối quan hệ càng bền chặt, cơ hội để bạn bán hàng thành công càng cao. Hãy bắt đầu bằng cách lắng nghe khách hàng. Hãy để họ cảm thấy rằng bạn thực sự quan tâm đến họ và vấn đề của họ. Đừng chỉ tập trung vào việc bán hàng ngay lập tức, mà hãy xây dựng niềm tin. Một cách hiệu quả để làm điều này là hãy luôn sẵn lòng giúp đỡ, cung cấp thông tin hữu ích và đưa ra lời khuyên chân thành. Hãy nhớ rằng, một mối quan hệ tốt với khách hàng không chỉ giúp bạn bán được hàng một lần, mà còn giúp bạn xây dựng được một cộng đồng khách hàng trung thành, những người sẽ quay lại mua hàng từ bạn trong tương lai và thậm chí còn giới thiệu bạn với những người khác. Khi bạn đã xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, bây giờ là lúc bạn có thể giới thiệu sản phẩm của mình. Tuy nhiên, việc trình bày sản phẩm không chỉ đơn giản là liệt kê các tính năng của nó. Bạn cần phải trình bày sản phẩm của mình như một giải pháp cho vấn đề của khách hàng. Ví dụ, nếu bạn đang bán một phần mềm quản lý công việc, đừng chỉ nói về các tính năng của phần mềm. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc giải thích cách mà phần mềm của bạn sẽ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, tổ chức công việc hiệu quả hơn và giảm căng thẳng. Hãy sử dụng các câu chuyện thành công từ những khách hàng trước đó để minh họa cho những lợi ích mà sản phẩm của bạn mang lại. Khi khách hàng thấy rằng sản phẩm của bạn không chỉ là một món hàng, mà là một giải pháp thực sự cho vấn đề của họ, họ sẽ có xu hướng mua hàng hơn. Không phải khách hàng nào cũng đồng ý mua hàng ngay lập tức. Thực tế, nhiều khách hàng sẽ có những phản đối, thắc mắc hoặc do dự trước khi họ đưa ra quyết định mua hàng. Đây là lúc bạn cần biết cách xử lý những phản đối này một cách khéo léo. Điều đầu tiên bạn cần làm là lắng nghe kỹ lưỡng những gì khách hàng nói. Đừng vội phản biện hay phủ nhận ý kiến của họ. Hãy để họ cảm thấy rằng bạn hiểu rõ những lo ngại của họ. Sau đó, hãy giải thích một cách rõ ràng và thuyết phục để làm dịu những lo ngại đó. Ví dụ, nếu khách hàng lo lắng về giá cả, bạn có thể giải thích rằng sản phẩm của bạn thực sự đáng giá từng đồng tiền mà họ bỏ ra và cung cấp cho họ những dẫn chứng cụ thể từ các khách hàng trước đây. Hoặc nếu họ lo ngại về chất lượng, hãy cung cấp các bằng chứng, ví dụ như chính sách bảo hành hoặc các chứng nhận chất lượng. Giá cả luôn là một trong những yếu tố nhạy cảm nhất trong quá trình bán hàng. Để đàm phán giá thành công, bạn cần chuẩn bị kỹ lưỡng và tự tin vào giá trị của sản phẩm. Hãy bắt đầu bằng cách nhấn mạnh những lợi ích mà khách hàng sẽ nhận được từ sản phẩm của bạn. Khi khách hàng hiểu rằng sản phẩm của bạn sẽ mang lại giá trị vượt trội so với số tiền họ phải bỏ ra, họ sẽ ít có khả năng ép giá hoặc đàm phán giảm giá. Nếu khách hàng vẫn kiên quyết đàm phán giá, hãy chuẩn bị sẵn sàng để thỏa hiệp. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp các tùy chọn thanh toán linh hoạt, giảm giá cho đơn hàng lớn hoặc thêm vào các dịch vụ bổ sung miễn phí. Điều quan trọng là không nên giảm giá quá thấp để không ảnh hưởng đến giá trị của sản phẩm và công sức của bạn. Hãy luôn giữ vững lập trường, nhưng cũng linh hoạt trong những thỏa thuận để đạt được một kết quả đôi bên cùng có lợi. Sau khi đã đàm phán xong về giá cả, bạn cần phải nhanh chóng chốt sale. Đây là bước quyết định để chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự. Chốt sale thành công không chỉ đòi hỏi kỹ năng giao tiếp tốt mà còn cần sự tự tin và sự quyết đoán. Một trong những kỹ thuật hiệu quả để chốt sale là kỹ thuật tạo sự khẩn cấp. Hãy đưa ra cho khách hàng một lý do để họ phải quyết định mua ngay lập tức, chẳng hạn như một ưu đãi đặc biệt có thời hạn hoặc số lượng sản phẩm có hạn. Hãy cẩn thận với việc chốt sale quá vội vàng, đảm bảo rằng khách hàng đã sẵn sàng và thoải mái với quyết định của họ. Khi họ đã đưa ra quyết định, hãy nhanh chóng hoàn tất quá trình thanh toán và cung cấp mọi thông tin cần thiết về việc giao hàng hoặc sử dụng sản phẩm. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là bước chăm sóc sau bán hàng. Đây là bước mà nhiều người bán hàng thường bỏ qua, nhưng nó thực sự rất quan trọng để xây dựng lòng trung thành của khách hàng. Sau khi khách hàng đã mua hàng, hãy đảm bảo rằng họ hài lòng với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Điều này có thể bao gồm việc gửi lời cảm ơn qua email, gọi điện để kiểm tra xem họ có gặp vấn đề gì không hoặc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ bổ sung. Chăm sóc khách hàng sau bán hàng không chỉ giúp giữ chân khách hàng mà còn tạo điều kiện để họ trở thành những người ủng hộ trung thành cho thương hiệu của bạn. Họ có thể sẽ quay lại mua hàng trong tương lai hoặc giới thiệu bạn với bạn bè và người thân của họ. Hãy luôn giữ liên lạc với khách hàng và duy trì một mối quan hệ tốt đẹp với họ.
Điều này sẽ giúp bạn không chỉ tăng doanh số bán hàng mà còn xây dựng được một cộng đồng khách hàng trung thành và mạnh mẽ. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 7 bước để chinh phục khách hàng và bán hàng hiệu quả hơn. Nhớ rằng, việc bán hàng thành công không chỉ dựa vào may mắn mà còn đòi hỏi sự nỗ lực, kiên trì và chiến lược đúng đắn. Hãy bắt đầu áp dụng những bước này vào công việc kinh doanh của bạn ngay hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn nút like, đăng ký kênh và chia sẻ với bạn bè của bạn. Đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận phía dưới, chúng tôi sẽ sẵn lòng trả lời. Nếu bạn đang có nhu cầu nhập hàng Trung Quốc thì dưới đây là những lợi ích mà Hoa Nam Logistics mang đến cho bạn. 1. Tư vấn và hỗ trợ chuyên nghiệp. Hoa Nam Logistics cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí về các nguồn hàng, giúp khách hàng tìm kiếm những nhà cung cấp uy tín và giá cả cạnh tranh nhất. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm sẽ hỗ trợ bạn trong việc đàm phán giá cả, lựa chọn sản phẩm và đảm bảo rằng bạn sẽ mua được hàng với giá tốt nhất. 2. Dịch vụ mua hàng trọn gói. Chúng tôi cung cấp dịch vụ mua hàng trọn gói từ A đến Z, bao gồm tìm kiếm nguồn hàng, đàm phán, thanh toán và kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi vận chuyển. Điều này giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và công sức, đảm bảo rằng hàng hóa được mua đúng như mong muốn và tránh được các rủi ro về chất lượng. 3. Vận chuyển an toàn và nhanh chóng. Hoa Nam Logistics có mạng lưới vận chuyển rộng khắp và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm trong việc vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam. Chúng tôi cam kết hàng hóa sẽ được vận chuyển an toàn, đúng thời gian và đến tận tay khách hàng. Dịch vụ vận chuyển của chúng tôi bao gồm cả vận chuyển đường bộ và đường biển, phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi cung cấp các tuyến vận chuyển linh hoạt, đảm bảo rằng hàng hóa sẽ được giao nhanh chóng và đúng lịch trình. 4. Hệ thống kho bãi rộng lớn ở Trung Quốc và Việt Nam. Hoa Nam Logistics sở hữu hệ thống kho bãi rộng lớn và hiện đại tại cả Trung Quốc và Việt Nam. Điều này giúp chúng tôi có khả năng lưu trữ, bảo quản và quản lý hàng hóa một cách hiệu quả, đảm bảo hàng hóa luôn trong tình trạng tốt nhất trước khi đến tay khách hàng. Khách hàng có thể yên tâm về việc hàng hóa sẽ được lưu giữ an toàn và được xử lý nhanh chóng khi cần thiết. 5. Hỗ trợ thủ tục hải quan. Hoa Nam Logistics có đội ngũ chuyên viên am hiểu về thủ tục hải quan, giúp khách hàng hoàn tất các thủ tục nhanh chóng và chính xác. Chúng tôi đảm bảo rằng hàng hóa sẽ thông quan thuận lợi và không gặp phải bất kỳ trở ngại nào từ các cơ quan chức năng. 6. Bảo hiểm hàng hóa. Để đảm bảo an toàn cho hàng hóa của khách hàng, Hoa Nam Logistics cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển. Điều này giúp khách hàng yên tâm hơn về sự an toàn của hàng hóa và có thể bồi thường kịp thời trong trường hợp xảy ra sự cố. 7. Hỗ trợ sau bán hàng. Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc vận chuyển hàng hóa mà còn cung cấp dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng. Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để giải quyết bất kỳ vấn đề nào phát sinh sau khi nhận hàng, từ việc đổi trả hàng hóa đến hỗ trợ về kỹ thuật và bảo hành sản phẩm. 8. Tiết kiệm thời gian và chi phí. Với dịch vụ toàn diện của Hoa Nam Logistics, khách hàng không cần phải lo lắng về các khâu từ tìm kiếm, mua hàng, kiểm tra chất lượng đến vận chuyển. Tất cả các công đoạn này đều được chúng tôi thực hiện một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí. Với Hoa Nam Logistics, việc nhập hàng từ Trung Quốc trở nên đơn giản, an toàn và tiết kiệm hơn bao giờ hết. Chúng tôi luôn đồng hành cùng khách hàng, mang đến những giải pháp tốt nhất để hỗ trợ kinh doanh và tối ưu hóa lợi nhuận. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để trải nghiệm dịch vụ nhập hàng chuyên nghiệp và hiệu quả.